Nơi đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng là đến toàn thể anh em Chiao miền Tổ quốc. Ở hôm nay là ngày 11 tháng 6 thì được sự quan tâm tin tưởng của anh em Chiao miền Tổ quốc tiếp tục về một đầu cassette của hãng Akai, model của nó là GXC39D. Model này thì được sản xuất năm 1975 với tác xưởng của nó là 19.800 yên, nó tương đương khoảng độ 12 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Thì chiếc đồ này về là hàng tuyển chọn cho nên là rất là đẹp quá nhé, rất là đẹp, đáng để cho các bác chơi và sưu tầm. Nó có cái xay ngang này là 44 cm, chiều cao của nó là 11,5 và chiều sâu là 22,9 cm và nó nặng là 6 kg. Toàn bộ mặt này là mặt nhôm hết cái nhá, mặt nhôm đấy, rất là dày đấy. Đáy là đáy, đáy sắt này đấy. Cái ốc này là ốc lục giác ấy, rất là đẹp, đáng để các bác chơi và sưu tầm đấy ạ. Các bác vừa trưng bày trên bản ấy. Đấy, rất là đẹp và sang. Con này là vừa thu phát vừa làm rè nhé, làm rè khá là hay, chất âm rất là mộc mạc này. Đấy, dòng Akai thì các bác biết rồi, Akai nó chuyên về có tiếng về cái dòng chạy băng cối cũng như băng dây rồi. Đó. Này, về phần ngoại hình đây. Hình em quay hai đồng hồ vu này, cần là chỉnh âm lượng. Rất là đẹp luôn. Góc cạnh đây, rất là đẹp. Đấy. Điện 100V, công suất là 18W thôi nhé. Đấy. Một đường ra và một đường vào để chúng ta ghi hoặc làm rè. Đấy. Góc cạnh luôn. Ở đây thì nó cấn nhẹ một chút thôi, không đáng kể này. Nó khá là đẹp rồi. Đấy. Rất đẹp. Và đây là phần đáy của nó đây. Rất là mới nhá, anh nhìn ạ, là mới luôn. Đấy. Mạch vít bên trong nó còn rất là mới nữa. Đây. Đó đây. GXC39D. Đấy, cái sơ đi của nó đây. Sơ đi của nó là rất là khó nhìn các bạn. Sơ đi của nó là cuối là có nhìn tinh như đấy này. 0603. Đấy, sản xuất tại Nhật Bản. Đây này. Rất là mới luôn. Đấy. Rồi. Và cái giá của chiếc đầu này thì bên em bán với giá là 4,5 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho con nào chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 907 223 269. Em để trên tiêu đề của video. Các bạn liên hệ trực tiếp hoặc cả các bạn Zalo để tiện trao đổi. Đấy. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp video sau ạ.